Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lễ hội Lồng Tông, một lễ hội truyền thống giàu ý nghĩa nhân văn của đồng bào dân tộc Tày, tỉnh Tuyên Quang, được tổ chức sôi nổi hơn, phong phú hơn. Chương trình Dòng chảy văn hóa dân gian của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về lễ hội Lồng Tông của người Tày ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Lễ hội Lồng Tông, còn gọi là lễ xuống đồng, là một trong những lễ hội quan trọng vào dịp đầu năm mới của đồng bào dân tộc Tày. Lễ hội Lồng Tông của đồng bào dân tộc Tày, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang được tổ chức vào ngày 14-15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Phần lễ gắn với các nghi thức tâm linh, cảm tạ và cầu mong các vị thần sông, thần núi, trời đất, thần nông ban cho mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, muôn vật sinh sôi, mùa màng bội thu, người người no ấm. Lễ hội Lồng Tông là nét đẹp văn hóa các dân tộc. Mỗi năm Tết đến xuân về, ngày 15 tháng Giêng thì tập trung đến cầu quốc thái dân an, cầu được mưa thuận gió hòa, cầu cho mọi người mọi ngày nhà được an khang thịnh vượng. Sau phần lễ là phần hội gồm các trò chơi dân gian, mở đầu là hội tung còn, sau đó là một số trò chơi như kéo co, đánh yến. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại lễ hội Lồng Tông của xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi phần nghi lễ diễn ra thì sẽ là phần tung còn. Trên tay tôi lúc này đang cầm một quả còn đã được khâu sẵn từ trước. Và kia là cây nêu được dựng lên từ cây mai có độ cao từ 15 đến 25 mét. Ở trên ngọn được quấn một vòng tròn, trong vòng tròn được bịt kín bằng tờ giấy đỏ và giấy tím. Vòng tròn đó là tượng trưng của mặt trời và mặt trăng. Quả còn đa màu sắc này được tung lên cũng là tâm tư và ý nguyện của bà con nơi đây, cầu cho một năm bình an, mưa thuận, gió hòa, làm ăn gặp nhiều may mắn. Rất là may mắn khi là người đầu tiên ném trúng quả còn của huyện Lâm Bình. Hôm nay tôi rất là vui. Sang năm nếu mà còn lễ hội thì vẫn tiếp tục đến tham dự. Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình được phục dựng theo nghi lễ truyền thống của dân tộc Tày cổ xưa. Phát huy những kết quả đạt được từ việc tổ chức thành công những lễ hội trước, lễ hội Lồng Tông năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo bà con trong vùng và du khách gần xa. Từ đó đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện. Tạo động lực để bà con phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Thông qua lễ hội là dịp để người dân nơi đây quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế du lịch ngày càng phát triển. Đến với lễ hội Lồng Tông của huyện Lâm Bình ngày hôm nay, ngoài phần lễ hội và những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giải trí và các trò chơi dân gian truyền thống ra, thì du khách còn được chiêm ngưỡng những gian hàng trưng bày những sản vật của địa phương, đặc biệt là được thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của mảnh đất và con người nơi đây, chắc chắn sẽ để trong lòng du khách những ấn tượng khó quên. Đến với lễ hội Lồng Tông của huyện Lâm Bình thì em cảm thấy lễ hội mình rất là đặc sắc và mang nhiều bản sắc của dân tộc ạ. Thông qua cái lễ hội này sẽ một là trong những động lực kích cầu cho việc phát triển du lịch. Đặc biệt điểm nhấn nhất là quảng bá những hình ảnh đất và người của quê hương Lâm Bình nói chung và xã Thượng Lâm nói riêng, những cái bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương Lâm Bình và xã Thượng Lâm. Từ đó là tạo cái điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến tham quan ngày một đông hơn. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức một số làn điệu then của dân tộc Tày.
mòn cần bay lái đưa đón tự kê. Con em đầy áo mưa hoa
Lòng tông nước nước sẽ khám
miều xa mát, bươn chiêng nhập con phác tì hơi. Mưa nào
nhập lai bàn khóa hưng văn. Hẹn
mà chồng bạn mường tôi mơ hẹn bao thao du sở cứ du quay sương căn bắc cầu mây khảm kéo lăng can tàng cây theo quá giàng phố bình mưa hồng quang tân sờ lá hơi đàng hết hở đây tàng hở quân hà bình an hẹn hò hở xuân đập mưa béo mì xuyên huyền lạ số bằng tiên bằng thường á hơi đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.